nay và những ngày tới, người dân cần chú ý cảnh báo ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi ở mức gay gắt. Với diễn biến thời tiết bất lợi này, cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ngoài ra cũng cần cảnh giác với nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Trong khi đó, từ hôm nay đến ngày 27 tháng 4, chỉ số tia UV ở Huế, Đà Nẵng và Hội An có giá trị từ 8 đến 10, tức là mức ảnh hưởng từ gây hại cao đến rất cao khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Còn về nhiệt độ, theo dự báo từ hôm nay đến ngày 27 tháng 4, các khu vực phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Riêng vùng núi của khu vực này, nhiệt độ cao nhất từ 37 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Tuy nhiên, từ ngày 28 tháng 4, cường độ nắng nóng giảm dần. Cũng từ hôm nay đến ngày 28 tháng 4, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 36 độ C.